Xin chào mọi người. Thì để sử dụng cái giao diện của điện thoại giống như cái giao diện của máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng trình duyệt Chrome hoặc CocCock. Tuy nhiên, cái trình duyệt CocCock thì không có hỗ trợ cái background, tức là cái nền, cái hình nền đằng sau của mình á. Do đó là chúng ta sẽ sử dụng Chrome thì phổ biến nha. Mọi người cũng không có thể sử dụng được cái ứng dụng Meet hoặc là Google, mà bắt buộc phải là Chrome nha, tức là những cái trình duyệt đó mọi người. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vô cái trình duyệt này. Rồi bây giờ chúng ta vào trình duyệt. Và mọi người lưu ý, đó là để sử dụng được cái giao diện giống như máy tính đó thì chúng ta cần phải biết tên của các cái đường link của từng cái ứng dụng mà mình sử dụng nha. Thì ví dụ như cái link của YouTube, đây mọi người sẽ gõ YouTube vô đây. Và khi gõ xong thì chúng ta sẽ để ý nè, cái đường link của YouTube ở phía dưới nè là nó sẽ có chữ m.youtube.com. Do đó khi mà sử dụng vào trong cái phần giao diện của máy tính á, thì chúng ta sẽ gõ cái đường link là cái tên này nha mọi người, chứ không có được gõ chữ YouTube không. Rồi đối với Zoom á, thì chúng ta sẽ xem nha, coi tên của đường link Zoom là gì thì chúng ta sẽ gõ ra. Thì lúc này mọi người để ý nè, cái đường link của Zoom là chúng ta sẽ gõ, đó là zoom.es. Chúng ta sẽ gõ ra đầy đủ như vậy chúng ta mới sử dụng được nha. Và còn Meet thì sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ gõ vô Meet nha. Đây, và cái tên của Meet đó là mọi người sẽ gõ, đó là meet.google.com. Rồi nói chung là chúng ta cứ nhớ là chúng ta sử dụng ứng dụng nào thì chúng ta sẽ vô tìm cái tên link của ứng dụng đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyển đổi nha. Thì mọi người sẽ để ý ở góc trên đây nè, trên cái tài khoản của mình á, nó có dấu ba chấm, thì chúng ta sẽ nhấn vào dấu ba chấm đó. Và khi chúng ta nhấn vào dấu ba chấm thì chúng ta sẽ thấy một cái bảng sổ xuống. Chúng ta sẽ tìm ngay cái chỗ đó là trang web cho máy tính. Phía trước nè, nó có cái hình giống như cái màn hình máy tính, và phía sau thì nó có cái hình ô vuông. Thì chúng ta sẽ nhấn vô cái hình ô vuông đó nha. Trước khi nhấn vô cái ô vuông đó để chọn thì chúng ta sẽ để ý cái giao diện ở bên điện thoại nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vô. Đó, khi nhấn vô thì lập tức cái giao diện của điện thoại sẽ thay đổi liền. Và lúc này chúng ta thấy là cái giao diện của Google này nè, rất là giống cái giao diện bên máy tính ha. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng vô. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gõ YouTube nha. Thì YouTube có cái tên nãy chúng ta coi, đó là em.youtube.com. Thì chúng ta sẽ gõ đầy đủ ra. Thì lúc này cái giao diện của YouTube nè, nó rất giống với cái giao diện ở trên máy tính nha. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gõ Zoom nha. Thì cái Zoom hồi nãy cái link tên của mình đó là zoom.es. Chúng ta sẽ gõ ra đầy đủ luôn. Rồi thì bây giờ là Zoom đã qua cái giao diện của máy tính rồi nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ qua sử dụng Google Meet xem sao nha. Thì Google Meet mọi người sẽ gõ đó là meet.google.com. Rồi thì lúc này cái Meet mà mình vào cái giao diện cũng đã giống như cái giao diện của máy tính rồi nha. Thì mình thực hiện những cái tính năng nó giống như bên máy tính thôi. Chúng ta cũng vào và chúng ta tạo cuộc họp bình thường. Đó, nhấn vô và tạo cuộc họp tức thì nè. Rồi khi vào trong Meet rồi á thì chúng ta sẽ sao chép. Nhấn vô hai tờ giấy này nè, chúng ta sao chép và chúng ta gửi cái link đó cho cái người cần vào trong cái lớp học này ha. Mọi người để ý nè, phía dưới đây bây giờ nó đã có những cái nút chọn rất là đầy đủ mà bên điện thoại không có ha. Thì chúng ta sẽ chờ học sinh vào đầy đủ. Rồi khi mà người học đã vào đầy đủ trong cái lớp học này rồi, chúng ta để ý phía dưới đây nè, hiện tại còn 6 người mà chúng ta không nhìn thấy. Thì chúng ta sẽ chọn vô dấu ba chấm ở phía dưới đây và chúng ta sẽ nhấn vô chữ thay đổi bố cục. Mọi người sẽ nhấn vô xếp kề
Sau khi nhấn xếp kề, mọi người chỉ cầm cái thanh này chúng ta trượt ngang qua. Đó, chúng ta thấy sự thay đổi trên màn hình. Thì lúc này chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ được cái người học trong cái lớp học này. Và tiếp theo, để thay đổi cái hình nền ở đằng sau của mình thì mình cũng nhấn vô dấu ba chấm đó, nhấn vô áp dụng hiệu ứng hình ảnh. Thì lúc đó trong đây chúng ta có rất là nhiều hình để chúng ta chọn là cái hình nền của mình. Thì mọi người chỉ việc chọn vô một cái hình ưng ý trong đây. Rồi như vậy là cái nền đằng sau mình đã thay đổi rồi ha. Nếu muốn lấy hình nền ở trong máy tính của mình thì mọi người sẽ nhấn vô dấu cộng nè, vào trong bộ sưu tập để chúng ta chọn cái hình nền của mình cần đưa lên. Nhấn vô chữ xong ở phía trên đây. Là như vậy là chúng ta đã thay đổi được. Nếu không cần đổi nữa thì chúng ta nhấn vô cái nút Cloud dưới trên đây. Để tắt mic hoặc là tắt chia sẻ của toàn bộ người tham gia thì chúng ta sẽ vô cái hình hai người nè. Và chúng ta sẽ nhấn vô chỗ tắt mic trên đây. Rồi muốn tắt chia sẻ thì chúng ta vô cái bộ điều khiển mà của người tổ chức. Chúng ta chỉ việc nhấn vô đó. Và chúng ta tắt chia sẻ màn hình, kéo ngang qua. Rồi còn cái tính năng chia sẻ màn hình ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ chấp nhận cho ứng dụng vào trong hệ thống máy của mình thì sẽ được ha. Thì đây là khi mà chúng ta để đứng màn hình, mọi người có thể quay ngang màn hình điện thoại nha. Đây thì lúc này là cái nền đằng sau của mình nè, nó sẽ full màn hình, nhìn rất là rõ, nó không có bị khoảng đen giống như ở chúng ta để đứng. Thì đó là cách để chúng ta chuyển từ điện thoại để sử dụng được cái giao diện trên máy tính và sử dụng những cái tính năng trên máy tính mà điện thoại còn hạn chế. Chúc mọi người sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Xin chào mọi người.